cái lộn má nó dính dép rồi, toàn toàn bỏ dép mới gọi trời, không kêu trời. Rồi nó cầm đụng má lúc nãy nữa. Dạ, quay đó rồi, rồi mày hỏi đó rồi. Ai chứ cục chào, mấy tao quay về rồi. Khúc này của tao nè, cái này tao té nè. Dạ. Nào chưa té thì nó dẫn. Nụ má đi ngang chết sừng lắm nha. Để ý mày anh không. Phê. Mày nhét vào gì đó. Thôi mày nhét vào cho mày rửa giò. Khỏi rửa lộn mình luôn. Bắt con lộn má mày. Mày đi sao đi? Ừ, đủ má té, có muốn đi gọi tao mất tiêu. Tao là đủ má đẳng cấp. Thôi bây lần mới đi té thôi. Quay đủ máu chứ mẹ. Trời má, chứ mẹ cũng đòi đủ má. Với thằng nó cặt kim rồi, đủ quá đưa nhỏ 17, 18 tuổi đủ chết chắc cùng ta. Trời ơi. Dạ. Dạ. Văn đó thì tận số. Má vẫn nó dứt vô mặt thôi hoài trời. Dạ. Lão nhéo mà đậu má ghi danh lịch sử rồi. Địch quá, địch quá vậy lịch sử. Là cho mày rồi. Nhéo mình có ghi danh lịch sử rồi đó. Đẳng cấp đã lên tiếng. Ghi danh lịch sử. Ghi danh lịch sử. Là tại hiểu cái âm. Ủa má hiểu. Dạ, má lộn gì đâu với trời. Cái con này nó sạch rồi. Quá mấy lộn nó ăn gì mà đập ghê vậy chứ. Xin rộng không muốn nghe. Bóp cho nào. Không có rồi. Ngu chết mẹ bước ghê không bước. Đậu má. Nắm cái cây hồ bung ra. Chết mẹ à. Chết mẹ. Rồi rồi. Rồi mấy con nhỏ anh chờ. Kỹ thuật, kỹ thuật, kè kè, đu dây kìa. Má đời tròn lắm á nha. Rồi thả đu dây, tụi tao đu. Ơi, má chân rồng, đừng có vô không mày. Rồi, không vô rồi. Cái đầu mẹ rồi, sao biết tao vô. Chân rồng mới té, mới chỗ vịnh á. Trời ơi trời, sắp tới lít tao về hơi, tao gán lên. Rồi ăn cùng lắm nha. Yeah. Yeah. Đó, chút xíu té rồi. Qua mức thứ hai. Nó, khúc này nè. Khúc này là khúc nào? Khúc này là đẹp. Ê. Dạ đất. Chào mai tôi quay, tôi rửa giờ rồi. Ầm nó là nữa kìa. Câu nó mẹ đi. Đừng có lướng một chút cho ông cố nội. Nó giỡn nó lộn mẹ. Ngồi như này. Ngồi như này xin cá nha. Cái vỗ nó sâu mà xuống rồi sao bà. Còn vỗ mấy nó sâu mà xuống rồi. À nó cấp à. Tôi ta lo người ta. Ôi ơi như là. Đi trong nè. Nào. Mới. Có giò mẹ giò. Ở vô đây bé vừa chút rồi ra mày. Ừ. Anh lại nữa đâu lắm. Đường bé vừa còn xa. Xa không tới kìa. Ở chút bảy ngoãi ra tới lộ rồi. Lý mày. Dùng cái hút rồi. Còn cái hút rồi đâu. Không dữ trời. Đâu. Cái lộn má của nó. Tắm luôn kìa.
đủ má đừng có tắm. Chú đi tắm rồi. Nước đủ má giờ đang thì lùi. Trời lòng má nó chơi xấu. Chơi giờ. Trời ơi điện thoại. Tao biết ước điện thoại. À. Tắm xuống rồi mà chết mẹ không? Nha mày nha. À tao không rồi, tôi tả hư giới giới đồ. Rồi. Bẻ đi mày đủ. Bẻ xuống rồi. Cái lạp cái đủ quá, không dặn rồi giữa ruộng. Nghĩ mà tại ngồi. Mèo quá đó nha. Tớ uống cà phê mày. Đi. Phê đâu? Đúng rồi. Rồi bà lo ngồi mày ơi. Tớ qua bên, tớ qua nhà tao ngồi da nè. Da nè, em chí. Rồi tớ ngồi da. Da không, là đi không? Má đi ngồi gặp ngồi hết bệnh khỏe rồi lúc mà tao hay u lắm hay nè. Đất của tao không có gì đâu, đây có gì đâu lúc đó, nhưng đây có đâu vô đây chi vậy, lại vòng lên đường nãy lại cây cỏ nhóc bên giờ vừa nguyên một hàng vừa thấy rồi nào leo đi gì không thấy nghe được tao leo hiểu. Má cũng vừa kìa. Chơi luôn mày. Nhớ xíu à. Không có nước đâu uống. Cái mày. Chắc ngậm à. Má không có nước của cá. Mày ăn mấy cái đậu má mấy cái mọng không? Má lần nào cũng té hết trơn. Là té ao luôn rồi, chắc còn té tình. Này là tự nguyện té mà. Rồi chứ không có đụng má vậy. Mày đem ra được không? Không được mày, em ra được, không được. Ừ, đi dưới được. Được không? Nó hơi quá. À, cái đất nghiêng kìa. Bà cái nhà kìa. Phá rồi. Cho bạn bè biết đó. Bữa nay làm gì trời? Đi hoài đi hoài đâu ra đâu đâu. Không ra ngoài. Đi cái đồ bọc ở đây ra rồi. Theo đi. Nó cái nhỏ kìa. Kia kìa cái nhỏ nó không. Từ từ. Nè cái này được nè. Làm gì không? Nhóc kìa. Giờ khô không? Nhẫn cái tay. Nhẫn bây giờ là vừa khô không? Khô bánh trái không? Kìa hai ba trái kìa. Non không rồi nó khô là mà khô. Nhẫn khô một cái không trời. Dầm cái đít đó kìa. Qua ngay mà dầm nè. Đậu mẹ một trái khô còn nguyên buồn khô rồi. Chưa khô. Đậu trái cái đít nó đậu má. Nhưng mà khô khô lên xì lì vậy. Màu vô chân. Mình đập bể không? Sâu chứ gì? Đi.